Đây là người mắng em. Này, tại sao bạn lại mắng vợ tôi? Chết tiệt, em nói cái gì hả? Nói lại xem nào. Vợ ơi, nó lại mắng cả anh. Được rồi, để em. Tại sao bạn mắng chồng tôi? Bạn muốn gì? Thôi được rồi vợ. Vợ ơi, vừa có chuyện gì xảy ra? Em cũng không biết, em vừa đi ngang qua, anh ta bắt đầu mắng. Thật là vô lý. Em đừng lo, anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Hãy chờ xem anh ta giải thích ra sao về chuyện này. Ê, thằng kia, em muốn cái gì? Tại sao bạn mắng tôi? Vợ ơi đợi chút, có người ở đây. Có chuyện gì vậy? Tôi có thể giúp gì cho bạn? Bạn đang nghe điện thoại à? Không có gì đâu, tôi phải nói điều gì đó với bạn. Tại sao bạn lại hét to ở nơi công cộng? Có chuyện gì đang làm bạn lo lắng sao? Bạn nói cái gì? Đừng nhìn chằm chằm vào tôi như thế. Đừng nhìn nữa, tôi ngại lắm. Bạn có thể làm mát cơ thể của mình bằng cách trừng mắt nhìn tôi không? Ối rồi. Thôi nào, đừng nhìn chằm chằm nữa. Bạn đang làm tôi sợ đấy. Tôi có làm gì bạn đâu mà cứ nhìn tôi. Này bạn ơi, bên đó có bán giấy vệ sinh không? Vợ ơi đi nào nhanh lên, trước khi nó điên. Tiện gói thêm cho tôi ít cào rán nhé. Đi nhanh nào vợ ơi. Anh ta mắng em chồng ơi. Tại sao bạn lại mắng vợ tôi? Bạn là chồng của cô ấy. Mua áo này cho cô ấy đi 800k. 800, nó có giống rẻ lau không? Đây là bản giới hạn cất giữ từ năm 2020. Thế bạn có giảm giá nó không? Chắc không hả? Giảm giá tôi mua thêm 20 cái nữa. À, không phải, nói như nào nhỉ? Tôi nghĩ vợ tôi khá thích nó đấy. 800 giảm xuống 50k nhé. Có được không? Hôm nay em đã được trả tiền chưa? Chuyển tiền cho anh. Em không muốn giao tiền lương của mình nữa. Tại sao vậy? Người bạn thân nhất của em đã nói với em, cô ấy quản lý tiền bạc trong gia đình, hàng tháng đều là chồng cô ấy đưa tiền lương cho. Ôi em không cần phải tiếc cho cô ấy đâu. Chồng của cô ấy thật lười biếng, công việc quản lý tiền mệt mỏi vất vả như vậy lại đưa cho vợ. Anh quản lý tiền có mệt không? Tất nhiên mệt rồi, để anh bảo em cái này, công ty của em có bộ phận tài chính và kế toán không? Có mà anh. Em thử nghĩ xem, tại sao chủ công ty phải cần kế toán để quản lý tiền? Đó là bởi vì việc quản lý tiền bạc quá mệt mỏi. Xét về địa vị trong gia đình chúng ta, em là bà chủ, đưa tiền của em vào đây. Xét cho cùng thì anh cũng chỉ là một kế toán viên quản lý tiền bạc mà thôi. Em là bà chủ. Tất nhiên rồi cưng, lương của em cao hơn của anh. Em đã làm việc rất chăm chỉ để kiếm tiền. Hãy để công việc quản lý tiền bạc mệt mỏi và vất vả đó cho anh. Em chỉ cần tận hưởng và hưởng thụ thôi. Hưởng thụ á? Chồng à, anh thật tốt bụng, em sẽ chuyển tiền cho anh ngay bây giờ. Người này mắng em chồng ơi. Tại sao bạn lại mắng vợ tôi? Bạn là ai vậy hả? Tao là bố của vợ mày. Bạn là bố của vợ tôi. Tại sao tôi chưa gặp bạn bao giờ? Đúng rồi đó chồng. Bố ạ, mày định làm gì tao hả? Đây là lần đầu tiên con nhìn thấy bố. Con xin lỗi ạ. Tại sao bố với vợ con lại cãi nhau vậy ạ? Sao em không bảo anh sớm? Làm anh. Thôi anh té trước đây. Con chào bố ạ. Con đang có việc gấp. Này, đạt 09, mày không làm đề ôn thi cuối kỳ à? Thi không tốt, không sợ bố mày đánh à? Cái gì? Tao mà sợ á? Tao bị đánh quen rồi. Đối với tao việc ăn đòn nó như ăn cơm hàng ngày. Đạt 09 đâu? Con thi trượt rồi bố ạ. Sướng nhức nách. Mẹ con nói hôm nay con có thắng lương đầu. Mẹ nói bà nội muốn ăn pizza. Con nghĩ đến việc mua chiếc size 12 để cả nhà cùng ăn. Khi thanh toán thì họ bảo loại đó đã hết, con định về thì làm sao? Ông chủ thật tốt bụng, đưa cho con hai cái size 8 nhưng tính tiền size 12. Bố thấy con trai của bố mua có giỏi không? Ôi trời, đó là hai chiếc hỏng đó con. Nếu con không học tập chăm chỉ, con sẽ giống thợ sửa ống nước này. Bố bạn nói rất đúng. Bố bạn thuê tôi sửa chữa ống nước trong nhà. Tôi chỉ kiếm được 2 củ từ gia đình bạn. Tôi phải thức dậy lúc 7 giờ mỗi sáng để làm việc. Tôi không thể về nhà cho đến 4 giờ chiều. Tôi làm việc rất chăm chỉ trong 2 năm, đã mua được mảnh đất mặt đường và xây biệt thự hiện tại trên đó. Tại vì nhà tôi ngày xưa nghèo, vì vậy bắt buộc phải bỏ học và đi làm thợ sửa ống nước. Bạn hãy học tập chăm chỉ biết chưa? Tôi hiểu, tôi sẽ làm thợ sửa ống nước như bạn. Cái gì? Con nói lại xem nào. Đang trong kỳ nghỉ mà con trai vẫn thức học khuya thế nhỉ? Phải kiểm tra lại xem mới được. Ôi trời đất ơi, con trai tôi nó học hành chăm chỉ quá, không giống một số đứa khác. Ngày nghỉ là cứ chơi game từ sáng đến tối. Con trai tôi chắc chắn sẽ thành công. Tôi phải thưởng cho nó một món quà bất ngờ. Tại sao cậu lại theo đuổi con gái tôi? Con gái bác là người yêu lý tưởng của cháu. Cậu kiếm được bao nhiêu tiền và làm nghề gì? Cháu làm nghề bình thường thôi. Người dẫn chương trình có thể kiếm được 30 củ. Dạ không phải. Tài xế sao? Kiếm được 40 củ.
đáng trân trọng hơn thế nhiều. Người chăn nuôi phải không? Một năm kiếm bao nhiêu? Cũng không phải bác ơi. Doanh nhân hả? Không nói ra sớm đi làm bác cứ. Người quét đường, bạn gọi đây là sự cầu tiến và triển vọng sao? Cháu làm giám đốc. Ôi trời, bác còn một đứa con gái còn trẻ và xinh đẹp nữa đó. Hay lắm bác. Mắt của chúng ta bình thường đồng tử đều có màu đen, xung quanh màu trắng phải không? Đúng vậy. Nhưng có một cặp vợ chồng ở Nhật Bản, ngay khi con của họ được sinh ra, đồng tử có màu trắng, xung quanh thì màu đen. Thật á, có cả hồ sơ nguyên cứu mà. Có muốn xem ảnh không? Đâu, cho tôi xem nào. Tôi đã xóa nhóm chia sẻ bài tập về nhà. Tôi đã xóa game Liên Quân khỏi điện thoại. Tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày không quan tâm đến bản thân, chỉ để chứng minh số phận của tôi do tôi làm chủ. Thành công. Tại sao không tránh? Vì tôi không sợ. Tại sao không sợ? Tại vì tôi có đôi mắt lắc, không thể nhìn thấy nó. Muốn làm anh hùng thì phải trả giá, thường trả. Có nóng không? Không nóng. Tại sao không nóng? Vì da tay tôi rất dày. Tặng bạn 3 điều ước, thật ác, ngon. Nhưng có 50% điều ước mong muốn sẽ bị ngược lại, hơi khoai đây. Nhưng có thể chấp nhận được. Hãy để tài sản của tôi hơn người giàu nhất Việt Nam 1 triệu. Được luôn. Hãy để tôi sống cho đến khi chết. Hay lắm. Điều ước cuối là mọi điều ước của tôi đều đạt 100%. Bạn thật thông minh. Bắt đầu kinh doanh và thành lập một công ty. Mẹ ơi, con ăn đồ trong tủ lạnh nhé. Kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm và thành công. Thôi kệ đi, chắc không làm sao. Cài đặt nào. Có nhà và xe. Thu nhập 1 tỏi 1 tháng. Gửi con ít rau với đồ ăn mẹ nhé. Vợ tôi đẹp như hoa hậu. Mày xem có đứa nào giới thiệu cho tao. Đã tiết kiệm được 3 căn nhà và dự trữ vàng. Mẹ ơi, gửi cho con vay ít tiền ạ. Đây là khi con gái vào ngày sinh nhật. Ngồi đợi đúng 12 giờ để được chúc mừng. Còn đây là con trai khi đến ngày sinh nhật. Đến cuối ngày chưa có nổi một tin nhắn. Có một tin nhắn đến. Đợi cả ngày chỉ có mỗi tin nhắn của bố mẹ. Ai khóc cho nỗi đau này. Lương thực tập được 5 củ. Lương 1 tháng được 8 củ rưỡi. Phải ngồi máy tính làm việc mỗi ngày. Bạn có thể chơi với điện thoại. Tôi đã đậu bằng IELTS 7.0. Khi còn đi học tôi cũng từng là chủ tịch hội sinh viên. Chỉ cần tốt nghiệp cấp 3. Và bạn không có tiền án tiền sự. Nếu công việc quá bận có thể làm thêm giờ. Chỉ làm 8 tiếng một ngày hết giờ tan làm. Tôi phải ở lại công ty trong dịp Tết Nguyên đán. Nếu bạn làm việc vào ngày nghỉ, lương sẽ được gấp 3 lần. Hãy cho tôi chờ thời gian suy nghĩ. Đây là công việc nhàn hạ số lượng có hạn. Công việc bảo vệ thật chán. Vậy à, hay bạn chỉ thích bồi đầu ở văn phòng? Tại sao bạn xin nghỉ? Cô ơi, dạo này em hơi bị căng thẳng, muốn được nghỉ ngơi thoải mái. Chắc hợp đi. Tại sao bạn xin nghỉ? Em không thể thức dậy mỗi sáng, mắt em lại nhảy vào Shopee. Được, tôi cũng chấp nhận. Tại sao lại nghỉ phép? Có nhiều hơn 2 người trong lớp. Em hơi lo lắng về mặt xã hội. Được rồi, tôi cũng thấy khó chịu khi nhìn thấy bạn. Tại sao lại nghỉ phép? Hôm qua em nằm mơ thấy mình đang ở trong lớp. Em không muốn đi vào ban ngày. Hôm nay con không muốn đến lớp. Con xin nghỉ phép. Chúng tôi đầu hàng. Cái gì? Chưa bắn nhau được viên đạn nào. Chúng tôi không chấp nhận sự đầu hàng của bạn. Cái gì? Không chấp nhận sự đầu hàng của chúng tôi. Anh em đâu? Ném mì ống nhanh. Tôi sai rồi. Bạn thắng. Được chưa? Bây giờ, bạn có chấp nhận sự đầu hàng của chúng tôi không?